đang tính giảm cân nhưng mà trời không có độ rồi. Tình cờ thì hôm nay qua bên khách sạn hotel thì bên đây có rất là nhiều món ngon mà mình thích luôn. Là Hoa Hotel Kem cơm chiên đấy, rồi các món súp chiên ớt lan rất là đẹp luôn. có Nhưng kem mà một phần hai xin để cảm xúc phải tranh đấu với bản thân thì là giỏi với toàn thể đặt ra với cái tình huống đó. Phô mai có đầy đủ các loại phô mai luôn, mình dành cho anh bánh mì. Mọi người hãy cùng theo chương mình khám phá xem đồ sẽ quên khách sạn là như thế nào và là có đồ ăn đồ ăn đồ ăn đồ ăn đồ ăn đồ ăn. Đây là lá cải, đinh đinh, xào đại ngũ, cơm chiên, rau xào, sữa đậu nành. Mì lạnh.